Chào các bác nhé, em đến từ shop đồ Đông Sơn ạ. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác một cái sản phẩm để lên bàn làm việc. Nhưng mà sản phẩm này là chỉ là một con thuyền. Nhưng mà kết cấu của cái sản phẩm này rất là đẹp nha các bác, và được làm bằng đồng đây này, và được cũng được lọc kính luôn nha các bác. Em sẽ lấy ra cho các bác xem những cái sản phẩm này nhé. Đây đó, các bác thấy đây này, là mình đồng rất là chắc chắn nha các bác. Đấy, con thuyền ra khơi và tượng trưng cho những người mà đang làm công việc và muốn có sự thăng tiến thì nên mua con thuyền này. Là con thuyền này có nghĩa là ra khơi đó. Ra khơi giúp cho những người đấy có được tiền bạc và làm ăn tiến tới hơn nha các bác. Thì đây, đây là con thuyền giống như Titanic không các bác. Đẹp, rất là đẹp luôn các bác. Các bác sẽ thấy những cái chi tiết đó, đây này, và được làm bằng đồng, và những cái cấu tạo của này không hề đơn giản, và làm được ra con thuyền này rất là khó luôn các bác. Họ phải móc từng chi tiết và làm bằng tay rõ ràng đó, rất là đẹp. Và cam kết với các bác từ bên trong ra ngoài đều là làm bằng đồng, và những cái mẫu nhỏ họ làm, họ điêu khắc, họ dán lên đây rất là tinh tế, và được những cái điêu khắc chấm chấm nhỏ này cũng được làm bằng tay nha các bác, để mang lại cái hiệu ứng rất là đẹp. Đó, mang lại những cái hiệu ứng rất là đẹp đây, để em lấy nét cho các bác. Đây các bác này, mang lại những cái hiệu ứng rất là đẹp. Đó, khi mình nhìn vô mình thấy nguyên một cái con thuyền đó, đang ra khơi, đẹp lắm các bác. Đây, về cái mặt sau và mặt trước của con thuyền đây, mặt sau này là cái đằng sau của con thuyền này. Đó, mình nên để một mặt, mình để một mặt bên kia đó, tượng trưng cho đang đang đi ra ngoài này, đang đi ra tay trái và đang ra khơi nhưng quá tuyệt vời đó. Và cái sản phẩm này được lồng kính để tránh được bụi bẩn khi mình dính vô mấy cái kẽ. Bây giờ em lồng kính lại, tránh bụi bẩn khi mình dính vô mấy cái kẽ này rất là khó vệ sinh đó. Mình nên là lồng kính để tránh tránh được những cái bụi bẩn, khi bụi bẩn bám đây không thể rất khó vệ sinh được cái sản phẩm này. Lỡ may mình thấy một chút đây là mình đứt vực cộng ấy, cũng hơi mệt quá nhỉ. Đó, sản phẩm này rất là đẹp. Vào dưới đây là hai cái chân. Đó, hai cái chân chống đây đó, và được đính chắc vô cái tấm như vậy nên để hơi cồng kềnh đó, được đính chắc và được chống như vậy. Và cái chân đây, cái chân cũng được làm bằng đồng này các bác, phần này là mình nhựa này đó. Và những họa tiết ở trên đây thì khỏi bàn rồi. Đây này, trong có một cái khe hở đó, giống như một cái con thuyền thiệt luôn nha các bác, giống như một cái con thuyền nó hoàn chỉnh luôn, chứ không phải là một cái con thuyền nó bình thường nữa. Thì bên em là đang còn rất là nhiều sản phẩm, những cái phụ kiện khác, ví dụ như là ông tài, rồi các con linh vật khác nhau để lên bàn làm việc rất là đẹp mắt là cái thứ nhất. Cái thứ hai về cái nghĩa là sâu sắc hơn nha các bác. Bên em bán rất là nhiều sản phẩm, và vài bữa nữa em sẽ ra những cái video về mấy cái vật dụng nhỏ nhỏ, mấy cái đồ nhỏ nhỏ để cho các bác có nhiều mẫu hơn, các bác lựa chọn. Và các bác rất nhiều nhiều các bác thích đầu năm rất là thích những cái sản phẩm nhỏ nhỏ, họ rất là thích luôn các bác đó. Nên là em sẽ cố gắng quay cho các bác thật là nhiều để các bác xem đó, cho các bác xem và các bác thích các bác mua. Thì khi nào các bác
Cần thì các bác liên hệ qua em qua số điện thoại đây 0963 378563. Zalo của em cũng là 0963 378563. Kênh của em là Đồng Đồ Sơ nha các bác. Thì các bác cứ liên hệ qua cho em. Thì các bác nào thích sản phẩm này thì hãy like và subscribe kênh cho em nhé. Em cảm ơn các bác. Em chào các bác ạ.